Khúc mai này nhỏ nhưng mà đế đẹp rồi. Thấy ok nè, chia sẻ cho các bạn xem. Đế khá là quái. Này khoảng 1 mét nha bạn. Tàn đã uống rồi. Tàn mới cắt. Bộ đế hơi quái à. Này bạn khoảng 20 nha bạn. Thầy tàn khoảng 1m3 nè. Này cái mai này có bộ đế được khá. Nhìn rất đẹp. Cứ được quái. Đế này thuộc đẳng đế VIP luôn các bạn. Rất đẹp. Mấy cái sứ nha bạn. Sứ này đế gì? Đế khủng luôn. Sứ này lâu đời các bạn. Có cái này đế cũng quái nè bạn. Cái này nghe chú mình nói là cái này. Cái này là bông bông 12 cánh. Rất là đẹp. Tàn khoảng 6 mét nha bạn. Quần này cỡ 63. Đế nè. Ghế ra tới đây luôn. Đế này hơi quái.
Không phải đế con quái nè bạn. Về Bến Tre ổng lẹo cho thẳng qua bên kia luôn, cho thẳng xíu ổng nằm ngược lại luôn.